Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Đêm nay và ngày mai, các địa phương trên địa bàn tỉnh phổ biến là có mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 32 độ, vùng núi cao từ 14 đến 22 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 60 đến 95%. Cụ thể, thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Sinh Hồ nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 65 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Huyện Tam Đường nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực huyện Phong Thổ nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.